lời chúc thật hay sẽ được chú này tặng bóng bay trước. Ôi. Ôi. Và những lời chúc thật hay nha. Mình Linh mời các bạn đi. Linh Linh muốn ai tặng chúc mừng Linh trước? Linh ngồi vào giữa này. Linh ngồi vào giữa. Đấy, Linh ngồi vào giữa này. Đây Linh là nhân vật chính này đúng không? À thế mẹ mời Linh nhá. Mời Linh được không?